Ngày 24 tháng 1, cộng đồng chạy bộ Việt Nam và nhiều bạn trên Facebook của ông Đoàn Ngọc Hải đã không còn thấy bài viết của ông liên quan việc ông yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc ngăn vận động viên Nguyễn Văn Long chạy xuyên Việt. Hình ảnh và thông tin về cá nhân Long, vợ con anh cũng đã được ẩn. Trước đó, như tuổi trẻ online đưa tin, ông Đoàn Ngọc Hải, nguyên phó chủ tịch quận 1, hiện là một vận động viên chạy marathon phong trào đã gây xôn xao cộng đồng chạy bộ. Đêm ngày 22 tháng 1, ông Hải đã viết lên Facebook cá nhân bức thư gửi ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia. Trong thư, ông Hải phản đối việc chạy xuyên Việt của vận động viên Nguyễn Văn Long dự định thực hiện vào tháng 4 năm 2024 vì cho rằng việc này vi phạm luật giao thông, không có giấy phép của các cơ quan chức năng gây nguy hiểm. Sau khi ông Đoàn Ngọc Hải lên tiếng, Nguyễn Văn Long đã phản bác. Lòng cho biết anh chạy xuyên Việt để lan tỏa niềm đam mê thể thao, truyền cảm hứng đến cộng đồng và vì mục đích thiện nguyện. Khi chạy, Lòng tuân thủ luật giao thông, đảm bảo an toàn cho mình và mọi người tham gia giao thông. Sau những tranh cãi giữa ông Đoàn Ngọc Hải và Nguyễn Văn Long, lãnh đạo Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, đại diện cục đường bộ Việt Nam đã lên tiếng. Liên đoàn Điền kinh Việt Nam khẳng định Lòng không phải xin phép nếu chạy xuyên Việt một mình cục đường bộ việt nam cũng khẳng định pháp luật chưa có quy định về hoạt động chạy bộ tự phát trên đường công cộng do vậy nếu nguyễn văn long chạy xuyên việt trên quốc lộ đúng phần lề đường quy định thì không vi phạm gì